Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đàm Thu Trang nói về chi tiết con gái giống hệt chồng khiến dân tình bật cười thích thú. Cô người mẫu Đàm Thu Trang vừa có dòng trạng thái gây chú ý khi nói về điểm tương đồng của con gái và chồng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đàm Thu Trang đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Cô nói về sự giống nhau đến khó tả của chồng và con gái. Biết là con gái giống ba thật, nhưng thật sự nhiều lúc không thể hiểu sao trông giống quá trời quá đất tới mức này. Chồng đi ăn tiệc và ở nhà đi ăn với con gái, mà ngỡ như đang ngồi ăn với anh Nguyễn Quốc Cường luôn vậy đó. Trong ảnh bé Su Chin buộc tóc rau muống với khuôn mặt phúng phính, môi chim chiếm ngồi nhìn đồ ăn chăm chú, trong cô bé y hệt bản sao của Cường Đô la, dân tình treo cựu người mẫu đã thuê khi con gái không chỉ giống chồng từ ngoại hình mà đến cả tính cách. Đàm Thu Trang nói về chi tiết con gái giống hệt chồng khiến dân tình bật cười thích thú. Su Qin càng lớn càng y hệt Cường Đô la. Cường Đô la và Đàm Thu Trang xây dựng mái ấm hạnh phúc và có với nhau một cô con gái Su Qin cực đáng yêu. Cả hai hiện tại đang chờ đón nhóc tỳ thứ hai chào đời. Đàm Thu Trang cho biết ái nữ rất tình cảm và mong ngóng thành viên mới của gia đình. Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang vừa đăng tải loạt ảnh nghỉ lễ bên cạnh con gái khi chồng vắng nhà, kèm dòng trạng thái, nghỉ lễ của mẹ và cuộc nhỏ siêu quậy. Trong ảnh cô bé Su có những biểu cảm cưng xỉu khi thể hiện tình yêu thương với mẹ. Nhìn cách cô bé ô yếm mẹ, ai nấy đều phải tan chảy vì quá đáng yêu. Tuy nhiên, thu hút mọi ánh nhìn nhất vẫn là dáng ngồi bá đạo của ái nữ nhà cường đô la. Vì mẹ đang mang bầu rất to, nên Su Chin đã lựa chọn ngồi lên ngực để tránh đụng chạm tới em bé trong bụng mẹ. Dù có dáng ngồi không giống ai, nhưng cô bé vẫn được mọi người khen ngợi hết nấc. Su Chin thể hiện tình cảm với mẹ khiến dân mạng tan chảy nhất từ nhà Cường Đô La có dáng ngồi bá đạo gây chú ý. Ở những tháng gần cuối của thay kỳ, Phụng đàm thu trang đã nhô lên và lộ khá rõ, đặc biệt nét mặt vợ Cường Đô La giờ đây mỉm mỉm và đầy đặn hơn rõ rệt. Nhìn góc nghiêng có thể thấy, các đường nét trên khuôn mặt của mỹ nhân xứ lạng cũng bắt đầu đầy nở nang hơn. Dưới bài viết, đàm thu trang vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ phúc hậu của người phụ nữ đang mang bầu. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo